Thế nào để chọn một cái bánh kem phù hợp nhất hoặc là ưng ý nhất cho bé trong ngày sinh nhật hoặc phôi lo của bé? Không cần phải nói, chiếc bánh kem là một trong những món ăn thú vị nhất mà mọi người đều yêu thích, nhất là các bé nhỏ. Người ta thường thấy rằng hầu hết những đứa trẻ đều thích những chiếc bánh ngọt. Mặt khác, một số trẻ lại thích bánh có nhân cà rốt hoặc các bánh có nhân sô cô la, các loại bánh sinh nhật có nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Do đó khi mà đi chọn đồ sinh nhật cho con, chọn bánh sinh nhật cho con, bạn nên dẫn con đến cửa hàng gần nhất. Điều này sẽ tạo cơ hội cho bé là được lựa chọn những chiếc bánh mà bé yêu thích nhất. Mặt khác thì khi chọn bánh kem mình sẽ chọn theo tông màu của bé yêu thích, hoặc là cái tông màu mà phù hợp với bé, tông màu xanh, tông màu trắng, hoặc tông màu đỏ, hoặc là mình lựa chọn tông màu phù hợp với con của bạn, tính cách hoặc là giới tính của con của bạn. Ví dụ như là bé gái thì mình chọn tông màu hồng, hoặc là bé trai thì mình chọn tông màu đỏ hoặc màu xanh hoặc màu trắng. Hoặc là khi nói đến chủ đề thì bạn cần phải chọn nó theo bữa tiệc. Ví dụ mà một số chủ đề đặc biệt cho các sự kiện sinh nhật, bao gồm các nhân vật hoạt hình Disney yêu thích, hoặc chủ đề cướp biển, hoặc chủ đề ô tô, chủ đề công chúa, hoặc rất rất nhiều chủ đề khác hấp dẫn khác. Vì vậy, điều cần thiết là bánh sinh nhật của con bạn là phải phản ánh một chủ đề đã chọn cụ thể. Mọi người nhớ theo dõi kênh của Baby Moon để xem những video hữu ích mới nhất nhé.